Huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ lần thứ 16 để thực hiện quy trình công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có các ủy viên ban thường vụ huyện ủy, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, trưởng các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện, bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Trên cơ sở chủ trương, yêu cầu nhiệm vụ và nguồn cán bộ đã được quy hoạch, Ban Thường vụ Huyện ủy Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ nhất để thực hiện quy trình bước 1 và thống nhất chủ trương tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Tại hội nghị cán bộ chủ chốt, huyện tiếp tục thực hiện 4 bước còn lại của quy trình công tác cán bộ nhằm lấy ý kiến bổ sung ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện và ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả hội nghị đã bầu bổ sung 2 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện là ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chánh Văn phòng Huyện ủy và Nguyễn Văn Tiến Hưng, Bí thư Huyện đoàn. 1 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là ông Thái Hồng Nhân, chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.